Hello, xin chào các quý khán giả của Sport Hay nha. Hôm nay mình có dịp đến với làng cổ Đường Lâm, gọi là xã Đường Lâm, làng cổ Cam Lâm, Mông Phụ. Đấy. Thì mình đang có mặt ở làng Cam Lâm các bạn nha. Đi qua cổng làng Mông Phụ là sẽ đi tới làng Cam Lâm. Thì làng Cam Lâm chính là nơi sinh ra hai vua, vua Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng và vua Ngô Quyền. Vua Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng lát nữa sẽ có một cái địa danh thờ đình thờ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng, chỉ cách cái đền thờ vua Ngô Quyền khoảng 50m thôi. Đấy, thì tôi đang có mặt ở đền thờ vua Ngô Quyền các bạn nha. Đấy, vua Ngô Quyền thì gắn liền với trận Bạch Đằng Giang đánh tan quân Nam Hán năm 938. Còn vua Phùng Hưng thì trước đó, vua Phùng Hưng, Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng thì nổi tiếng với khởi nghĩa chống lại Cao Chính Bình để giành lại thành Tống Bình năm 779. Tức là hai vị vua này cách nhau khoảng 150 năm thì vua Phùng Hưng có trước. Thì từ Hà Nội các bạn đi thẳng lên thị xã Sơn Tây. Từ thị xã Sơn Tây các bạn cứ đi thẳng đi theo lối cầu Vĩnh Thịnh. Đấy, nhưng mà đến cái Bùng Binh thì đừng rẽ phải qua cầu Vĩnh Thịnh mà rẽ trái nhá, rẽ trái qua cái Bùng Binh một cái rẽ trái là đến ngay cái xã Đường Lâm, làng cổ Đường Lâm đấy. Các bạn sẽ đến cái xã Đường Lâm để vào với xã với làng Cam Lâm và làng Mông Phụ. Đấy, cổng làng Mông Phụ có cái cây đa và có cái cổng làng rất đẹp. Qua cái làng Mông Phụ là đến làng Cam Lâm, là đến nơi thờ hai vị vua nổi tiếng của đất nước Việt Nam. Đấy là vua Ngô Quyền và vua Phùng Hưng các bạn nhé. Thì đây là đền thờ vua Ngô Quyền. Đấy, những cái vị vua phải nói là khởi nghĩa rất lâu rồi, mang giành lại cái nền độc lập cho đất nước Việt Nam. Đấy. Còn trước đó thì chúng ta cũng có những cái giai thoại rất là tuyệt vời của khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng những năm 40 của thế kỷ thứ nhất, tức là cách cái vị vua Bố Cát Đại Vương khoảng tầm 700 năm, hơn 700 năm. Hai Bà Trưng cũng là ở cái vùng đất này, vùng đất cổ ở xứ Đoài. Đây là bên trong của đền thờ vua Ngô Quyền các bạn nhé. Những cây hoa đại. Hôm nay trời mưa phăn phăn, cũng mưa. Điểm cái màu đỏ của hoa phượng. Người ta đang xịt cái rêu cho đỡ trơn đi. Đến đây thì cảm giác rất là yên tĩnh, yên bình và bình yên. Một cái nơi thờ vua. Các bạn đi vào Huế, các bạn thấy cái nơi thờ vua Triều Nguyễn thì cũng rất là hoành tráng đúng không? Đấy, rất là hoành tráng. Đấy, nhưng mà cái nơi thờ vua Ngô Quyền thì cũng rất là giản dị và cũng rất là mang cái tính uy nghiêm. Đấy, tôi thích cái đặc trưng của cái đền thờ vua Ngô Quyền. Ở bên trong nơi phòng thờ vua Ngô Quyền ở bên sau cái dãy đền này.